Mến chào các em học sinh khối 8. Bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho mấy em về bài vẽ tranh minh họa truyện cổ tích. Thì cũng tương tự những bài vẽ tranh đề tài, chúng ta đều có 3 phần. Thứ nhất là phần chúng ta sẽ tìm và chọn những nội dung thuộc đề tài minh họa truyện cổ tích. Và thứ hai là phần chúng ta thực hiện các bước vẽ theo trình tự. Cuối cùng đó là phần thực hành của các em. Ở phần tìm và chọn nội dung đề tài, cô có một vài những cái tranh minh họa, những cái câu chuyện cổ tích như sau. Mời các em cùng quan sát. Bức tranh đầu tiên, một trong những cái tình tiết, những cái chi tiết trong cái chuyện cổ tích Ai Mua Hành Tôi. Bức tranh thứ hai, ở bên dưới chúng ta thấy có hình ảnh của cây tre, hình ảnh của những người bị dính vào cây tre. Và đây chính là câu chuyện cổ tích cây tre trăm đốt. Bức thứ ba là hình ảnh của con chim, và bên dưới là hình ảnh của anh nông dân. Và đây là hình ảnh anh nông dân đang nhìn lên cây khế của mình. Đây là câu chuyện cổ tích ăn khế trả vàng. Tiếp theo, bức tranh bên dưới, hình ảnh của một thanh niên đang ngồi thổi sáo để mà chăn đàn bò. Thì đây cho chúng ta thấy là gì? Đây là một trong những cái chi tiết trong câu chuyện sọ dừa. Bức tranh thứ 5, hình ảnh của một thanh niên đang cưỡi ngựa, đang khò lửa, và tay của thanh niên này thì chúng ta thấy là gì? Nhổ bụi tre lên để mà đánh giặc. Đây chính là hình ảnh của thánh gióng trong chuyện, trong câu chuyện thánh gióng. Và cuối cùng đó là hình ảnh của cô gái đang cho cá bóng ăn. Và nói đến đây thì chúng ta đều biết đây chính là chi tiết trong câu chuyện tấm cám. Thì ở phần tìm và chọn nội dung này, chúng ta sẽ lựa chọn một trong những cái nội dung tiêu biểu nhất của cái câu chuyện cổ tích. Ở đây chúng ta có thể mở rộng hơn, không chỉ là chuyện cổ tích mà có thể là chuyện truyền thuyết hoặc là thần thoại, không chỉ trong nước mà vẫn có thể là mở rộng hơn ra ngoài nước, để chúng ta có nhiều sự lựa chọn, và cũng như là cái sở thích của chúng ta, chúng ta thể hiện bài vẽ sao cho đẹp hơn và đạt yêu cầu của cô đưa ra. Thì bước sang phần cách vẽ, cũng như chúng ta đã học, thì gồm có 4 bước. Đầu tiên, sau khi chúng ta đã tìm ra những cái câu chuyện cổ tích mà chúng ta yêu thích, chúng ta sẽ lựa chọn một trong những câu chuyện đó để thể hiện. Và cũng lựa chọn tiếp nữa, đó là những cái chi tiết nào nổi bật nhất của câu chuyện, để khi chúng ta vẽ ra thì người ta nhìn vào và biết được đây là câu chuyện minh họa cho câu chuyện cổ tích nào. Và chúng ta cũng hình dung ra cái chi tiết đó sẽ có những hình ảnh gì trong tranh, và những hình ảnh đó phải nổi bật. Hình vẽ chúng ta sẽ thể hiện sẽ là những cái hình dáng tiêu biểu nhất để làm nổi rõ được cái câu chuyện. Và màu sắc cũng vậy, chúng ta cũng phải lựa chọn những cái gam màu sao cho phù hợp với câu chuyện mà chúng ta thể hiện. Thì ở phần thực hành, chúng ta sẽ vẽ một cái bức tranh minh họa cho một cái câu chuyện cổ tích mà chúng ta yêu thích nhất. Và đây chúng ta sẽ cùng xem tranh cổ tích Việt Nam, xem thêm. Đó, đầu tiên là sự tích về Hồ Gươm mấy bạn. Đó, các em thấy đây cũng là hình ảnh mà tiêu biểu nhất của cái sự tích Hồ Gươm. Và hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh của chi tiết Thạch Sanh bắn con chim để giải cứu cho công chúa trong chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông. Thì như hồi nãy cô đã nói là chúng ta không chỉ vẽ những cái tranh chuyện cổ tích ở Việt Nam không, mà chúng ta vẫn có thể vẽ những cái bức tranh
chuyện cổ tích của nước ngoài. Và đây là một số những cái tranh minh họa chuyện cổ tích nước ngoài mà cô đã sưu tầm được để cho mấy em tham khảo. Đầu tiên đó là chuyện Pinocchio. Hình thứ hai đó là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tranh thứ ba đó là hình ảnh trong cái chuyện Cô Bé Bán Diêm. Hình thứ tư đó là hình ảnh trong chuyện Gia Nhân và Quái Vật. Và hình thứ năm đó là cái kết rất là tốt đẹp của chuyện cô bé Lọ Lem. Cuối cùng là hình ảnh rất là dễ thương và rất nhiều các bạn nhỏ chúng ta rất là yêu thích, đó là nhân vật trong Nàng Tiên Cá. Ở phần hướng dẫn về nhà thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần nội dung để chúng ta thể hiện phần bố cục ở lớp, và đây là bài kiểm tra định kỳ cho nên là hy vọng các em sẽ hoàn thành bài vẽ theo đúng yêu cầu của cô đề ra và mang đầy đủ dụng cụ học tập để chúng ta có thể thực hành theo đúng tiến độ cũng như là hoàn tất bài vẽ theo đúng yêu cầu mà cô đã đưa ra. Tiết học của chúng ta tới đây kết thúc. Thân ái chào các em.